Các bạn nha, cái video mà có mấy cái video trước đó, mình đã chia sẻ cho mấy bạn là về cái máy hơi nén khí này nè và cách sử dụng rồi này nọ, rồi mình cũng có video là hướng dẫn là cách làm cái bình dưỡng xạ thành cái máy của xe đó. Thì bây giờ bữa nay mình sẽ tiếp cái video này và mình sẽ giới thiệu cho các bạn là mình sẽ làm cái máy rửa bọt tiết đó các bạn. Mình sẽ từ chạy xe điện, không, cửa máy phát tiết từ chạy xe điện. Nên bây giờ mình sẽ làm, các bạn sẽ coi mình làm như thế nào nha. Rồi bây giờ các bạn cho mình nha. Nhưng mà trước tiên á, mình muốn làm á thì mình cần đó, như mình nói là cái máy nén khí, rồi chạy xe điện, một cái dòi xịt, một cái dây xịt của cái máy, rồi một cái súng bắn keo, một cái dao, một cái kéo. Và keo đúng không? Đó. Rồi mấy cái ống phun. Mình sẽ cầm mấy ống phun. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nha. Bạn theo dõi mình làm như thế nào nha. Rồi bây giờ trước tiên mình cần thêm cái súng bắn keo này cho nó nóng trước nha các bạn. Rồi một hồi mình sẽ làm cho nó dễ, cho nó nóng trước, để hồi mất công mình chờ đợi nó nóng nữa. Rồi bây giờ cái dây này mình cũng xài để xuống qua bên luôn, cho chỗ này nó cắm rải ha. Rồi bây giờ cái này, cái nắp này mình sẽ xài, mình cần khoan cái lỗ ở đây nè. Đó, mình sẽ khoan cái lỗ ở đây, mình sẽ để cái ống này qua đây. Đó. Rồi giờ mình muốn khoan cho đẹp, mình sẽ đi lấy cái máy khoan cho nó đẹp nha các bạn. Bạn chờ mình nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái máy khoan ra để mình khoan cái lỗ để cho nó đẹp nha các bạn. Rồi mình cần một cái khoan cùng với cái ống này, cần cái ống này nha các bạn. Ok, đây. Bây giờ mình sẽ khoan nhé. Một cái nắp này nữa mình sẽ khoan tiếp một cái nữa nha. Hai cái này mình khoan sao mà cho nó nằm ngay nhau á các bạn. Rồi sau khi mình khoan được hai cái lỗ này nữa bạn, cái máy khoan này nó có nhớ dính nhớ là bạn từ hai cái tay mình không xài nó nữa, mình bỏ nó qua bên đi nha. Rồi bây giờ nè, đó là còn cái ống này đó vừa luôn nè, thấy không. Rồi cái nắp này là cho mình cần xài này, thì một hồi nữa mình sẽ cho mấy bạn coi nha. Bây giờ mình sẽ dán hai cái
hai cái nắp để dính lại nhau thôi. Mình sẽ cho hai cái nắp này dính lại nhau. Các bạn nhớ nó ngay vị trí của nó nha. Bây giờ mình cần cái ống này nè, mình cần cái ống này nè, và nó sẽ nằm ở trên đây đó, nên là nếu bây giờ mình để vậy thì nhìn nó không có được đẹp mấy, nên là mình sẽ cắt cái phần này nha các bạn, cắt chiều cái ống này nha. Rồi mình cần tìm một cái nắp nữa, mình sẽ ịn ở phía trên này nữa cho nó đẹp. Đó. Rồi mình sẽ dán ở phía trên này. Mình sẽ ịn lên như thế này. Đừng có sát ở trên đây quá nha các bạn, nó là một chút xíu thôi, và nó có cái khoảng trống giữa cái hai cái này với nhau nè, đó nó có cái khoảng hở cái giữa, được chưa? Rồi giờ mình sẽ lòn vô đây nha các bạn, mình làm cái keo nè. Sau đó mình sẽ dè xuống dưới đây nè.
để vậy nè, mình thấy cái phần này nè ở phía ngoài đi, ngoài mình xịt keo ở đây á, keo nó cứng cáp hơn đó bạn. Còn không thì các bạn cắt ra vậy nè. Bây giờ mình sẽ chích rồi phần bên trong này cho nó kín cái hơi nha các bạn. Rồi mình sẽ xịt keo luôn dưới đây, đoạn mình dán cái phần kia lại luôn. Cái này của mình á, nó hoạt động á là sao, khi mình gắn cái hơi này nữa là mình gắn vô đây, mình xịt vô bên đây thì cái hơi nó sẽ đi thẳng vô đây, nó tạo thành cái vật kéo, và cái ống này của mình nó giao nhau ngã ba này thì cái vật kéo này nó sẽ đẩy cái hơi này đi về phía trước, cộng thêm nó cuốn cái hơi ở trong đây ra, thì cái này của mình đưa vô trong cái chai, thì trong đây có cái nước rửa xe á, thì nó sẽ cuốn đi theo, đúng không? Nó sẽ cuốn đi theo thì nó đi vô chung cái đường này để đẩy ra đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó đẹp đẹp và cái này các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người ta cũng có bán sẵn đó, bạn mua về bạn xài thôi. Còn này là mình video của mình là tận dụng chai lọ bỏ đi nè các bạn. Nào hợp lý thì mình xài thôi đúng không? Đó, rồi xong mình để vô đây, mình pha cái dung dịch mà cái nước rửa của mình đó, mấy bạn rửa bằng cái gì thì mấy bạn pha cái đó thôi. Cái ống này thì nó hơi cục chút xíu nha mấy bạn, có gì mình sẽ nấu nó sau vô thêm một khúc nữa cho nó dài thêm một tí nữa. Nó cái này nó hơi bị cục. Giờ mình sẽ kiếm cái gì mình nấu vô một tí nữa cho là này nó hơi cục. Mình lấy một đoạn này để mình nắn vô, mình sẽ vô thôi. Rồi mình sẽ thêm một cái đoạn ống này vô nha các bạn. Đó. Mình sẽ để này vô nè. Đó. Cái này tới đây thì một đoạn đó nữa mà nó đồng này. Đó. Mình cắt ra thôi. Làm cái gì rồi? Cái này mình sẽ gắn lên đầu này nè. Gắn lên trên đầu này. Để mình ra cái bọc tiếp nhiều hơn. Giờ mình sẽ dặn các bạn nha các bạn. Cái đầu này là sẽ cái đầu gắn cái này, cái ống này. Bên đây cũng được. Bên đây đi cho nó dài bên đây. Kiếm một cái đoạn ống nấu cái này vô một cái nữa. Có một đoạn ống nhỏ này để cái hơi nó ép ra, nó ép chặt hơn nha các bạn. Đó, mình sẽ lấy cái đoạn ống nhỏ này mình kèo vô này. Cái này cho nó đẹp hơn thôi. Đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình chờ cho nó khô thôi, rồi mình đi pha cái dung dịch vô mình test cho bạn coi nha. Let's go.